Ronaldo hãy rời khỏi Nas ngay lập tức, đến Fenerbahce tái ngộ Jose Mourinho. Nhiều fan thốt lên như vậy khi thấy CR7 không gánh nổi tập thể toàn báo thủ tại đại gia Tây Á. Dù tỏa sáng để ghi bàn thắng thứ 911 trong sự nghiệp, tiền đạo kỳ cựu vẫn phải chứng kiến đội nhà thua ngược đầy đau đớn. Cơ hội vô địch Saudi Pro League coi như kết thúc, còn chủ nhân năm quả bóng vàng nên cân nhắc chuyện tương lai. Chẳng ai cứu nổi Anas với sự hỡ hênh như hàng thủ, còn người hâm mộ bóng đá châu Âu đang đếm ngược từng ngày để tái ngộ CR7. Theo đó, Anas bước vào cuộc đấu đêm qua với đôi chút lo lắng khi thiếu vắng Talisca. Ở chiều đối diện, hậu vệ Nacho cùng tiền đạo Aubameyang là những cá nhân nổi tiếng trong đội hình của Al-Qassia. Cũng phải nhắc lại chuyện nếu giành chiến thắng trên sân khách, tập thể Tây Á sẽ cân bằng điểm số với chính Anas. Do vậy, tốc độ sớm được đề cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ hai, Cristiano Ronaldo đã tung ra cú sút buộc thủ môn đội bạn phải đấm bóng giải nguy. Rõ ràng, việc lập cú đúp trong chiến thắng tuần trước của đội tuyển Bồ Đào Nha khiến CR7 đạt trạng thái hưng phấn cao độ. Điều này cộng hưởng với sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên nhà, giúp Anas có hiệp một tương đối ổn. Tuy nhiên, sự nỗ lực của Á quân Saudi Pro League cuối cùng cũng đã được đền đáp ở phút 32. Xuất phát từ đường tạt bóng từ ngoài vòng cấm, thủ môn Coen Castin mắc sai lầm nghiêm trọng khi không thể bắt dính. Việc này giúp bóng đến chân của Mohamed Simakan và ngôi sao người Pháp tạo ấn tượng với đường căng ngang đầy nỗ lực. Ở phía trong, Cristiano Ronaldo dù bị hậu vệ đội bạn kèm sát vẫn càn lướt ngoạn mục để mở tỷ số trận đấu. Chẳng ai ngờ CR7 giữ được sức dướn tốt đến vậy dù đã 39 tuổi. Trên khán đài, hai vạn cổ động viên hò reo khi chủ nhân năm quả bóng vàng tiếp tục duy trì hiệu suất làm bàn cực khủng. Thậm chí, các nhà thống kê còn nhanh chóng cập nhật việc Al-Qassia là đối thủ thứ 200 mà chiến sút kỳ cựu này phá lưới trong sự nghiệp. Không cá nhân nào ở lịch sử làng túc cầu sở hữu thông số ấn tượng đến thế, nên đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã chinh phục thêm một kỷ lục đáng tự hào. Chi tiết trên đáng nhớ đến mức chính là Nacho bên phía đội khách cũng phải vỗ tay tán dương bàn thắng từ đối thủ. Còn phía các cầu thủ Anas, Mohamed Simakan tạo ra điểm nhấn khi cosplay màn ăn mừng siêu cùng lúc Ronaldo chạy về phía khán đài. Khoảnh khắc đặc biệt trên khiến cho huấn luyện viên Pioli tăng tối đa sự tự tin trên băng ghế chỉ đạo. Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên mà Anas chẳng thể vô địch Saudi Pro League, dù sở hữu một trong những huyền thoại vĩ đại nhất làng thủ cầu. Điểm yếu chí mạng của đại gia Tây Á nằm ở hàng thủ và luận điểm trên được thể hiện chỉ 4 phút sau bàn thắng mở tỷ số. Tất cả xuất phát từ quả trả bóng chính xác mà Toki An-Ama thực hiện vào vòng cấm của đội chủ nhà. Nếu tính cả thủ môn Bento, Anas có tới 8 cầu thủ đứng trong khu vực 16m50. Thế nhưng không ai ngăn nổi Julian Quinones, ra chân quyết đoán để quân bình tỷ số. Đây là pha tấn công sáng nước đầu tiên của Al-Qassia và họ lập tức có được niềm vui. Chi tiết trên khiến huấn luyện viên Pioli chết lặng người ngoài đường biên. Vài sự điều chỉnh được chiến lược gia người Ý đưa ra, nhưng hiệp một khép lại mà không có thêm tình huống đáng chú ý nào xuất hiện. Điều này làm nửa sau cuộc đấu thêm phần nóng bỏng với không yên pha va chạm nảy lửa. Với tư cách chủ nhà, Anas cầm bóng gấp đôi đội bạn và liên tục dồn ép khung thành đối phương. Tuy vậy, cơn ác mộng hàng thủ tiếp tục khiến cho những tính toán của đại gia Tây Á đi chệch hướng. Phút 50, Julian Quinones tung đường kiến tạo đẹp mắt, Jean-Pierre-Emerick Aubameyang đánh đầu phá lưới thủ môn Bento bên phía Anas. Mặc dù đã bước vào tuổi băm, nhưng cựu đội trưởng Arsenal vẫn giữ được bản năng sát thủ để lên tiếng đúng lúc. Chẳng ai ngờ cục diện trận đấu lại xoay chiều nhanh đến như vậy, và máy quay đã bắt được cận cảnh cái lắc đầu ngao ngán từ Cristiano Ronaldo. Như mọi khi, sự hớ hênh nơi hàng thủ đã biến mọi nỗ lực của CR7 và các đồng đội thành vô nghĩa. Dù còn tới hơn 40 phút sau bàn thua thứ hai, chủ nhân năm quả bóng vàng cùng các tiền đạo vẫn bất lực trong nhiệm vụ gỡ hòa. Tất nhiên, sự quả cảm của hàng thủ Al-Qassia với sự dẫn dắt của Nacho là rất đáng khen. Tuy vậy, việc trọng tài chính tỏ ra nghiêm khắc với các tình huống va chạm trong vòng cấm địa của đội khách cũng là chi tiết cần nhắc đến. Ít nhất hai lần các ngôi sao Anas bị từ chối phạt đền dù đã có cầu thủ ngã trong khu vực 16m50 một cách rõ ràng. Điều này khiến tâm trạng của các học trò Pioli thêm phần căng cứng ở giai đoạn cuối cuộc đấu. Ngay cả bộ đôi dày dặn kinh nghiệm là Ronaldo và Sadio Mane cũng chẳng thể lên tiếng khi đội bóng cần mình nhất. Thậm chí, CR7 còn gây ấn tượng xấu với pha đá phạt đưa thẳng bóng lên khán đài vào phút 83. Do vậy, Anas chấp nhận phơi áo với tỷ số 1-2 trong sự thất vọng rất lớn từ các cổ động viên. Thậm chí, hậu vệ Ali Lajami còn nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến fan hâm mộ ngay trên sóng truyền hình. Tuy vậy, sẽ là thiếu căn cứ nếu cho rằng mọi ngôi sao cho đội hình Á quân Saudi Pro League đều đáng bị chỉ trích. Nguyên nhân là với bàn thắng mở tỷ số cùng nhiều tình huống xử lý sáng nước,
Cristiano Ronaldo được bầu làm cầu thủ hay nhất trận. Ngay cả Nacho cũng đứng ra bênh vực người đồng đội cũ bằng tuyên bố: "Đối đầu với Cristiano luôn khó khăn, anh ấy là đồng đội của tôi trong nhiều năm và thật vinh dự khi từng sát cánh cùng CR7." Rõ ràng, trận thua đêm qua không có lỗi của đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha khi chân sút kỳ cựu đã ghi bàn thắng thứ 11 mùa này. Ở góc độ tổng quát hơn, con số 911 pha lập công trong sự nghiệp đơn giản là cột mốc đầy ấn tượng giúp Ronaldo được báo chí nhắc đến. Thậm chí, nhiều fan còn không tin được việc CR7 hiện đã có nhiều hơn huyền thoại Thierry Henry tới 500 bàn thắng. Khoảng cách ít ai tưởng tượng nổi, nhưng là minh chứng cho sự bền bỉ và chuyên nghiệp cực kỳ cao của thủ quân Seleção châu Âu. Ai cũng hiểu, Ronaldo đang hướng đến cột mốc vĩ đại 1.000 pha lập công và sẽ chẳng dừng lại nếu như anh chưa đạt được mục đích. Ngay cả những xì xầm vô lý về chuyện đến Tây Á vì tiền hay nhận xét không sở hữu tài năng thiên bẩm từ Rory cũng chẳng khiến chủ nhân năm bóng vàng bận tâm. Thay vì khiến bản thân rơi vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa, CR7 chọn tập luyện chăm chỉ và tự để các thống kê lên tiếng. Cho đến lúc này của năm 2024, tiền đạo kỳ cựu đã có tới 38 bàn thắng và đây là chi tiết đáng để phân tích. Nguyên nhân là bởi CR7 cần thêm 89 pha lập công nữa để chạm tới cột mốc 1.000 bàn thắng vĩ đại. Do vậy, nếu tiếp tục duy trì hiệu suất làm bàn ổn định như hiện tại, Ronaldo mất khoảng 2 năm nữa để vươn tới cái đích lớn nhất sự nghiệp. Ai cũng biết tuổi tác là một thử thách, nhưng có lẽ những bước chạy đêm qua đã chứng minh sự dẻo dai của chủ nhân năm quả bóng vàng. Thậm chí ông thầy cũ Jose Mourinho còn đang mời chào CR7 quay lại châu Âu thi đấu cho Fenerbahce. Đây chẳng phải là ý tưởng tôi nếu phân tích khả năng giành danh hiệu của Anas. Sau trận đấu đêm qua, đại gia Tây Á vẫn kém được đầu bảng Al Hilal 6 điểm nhưng đã đá nhiều hơn đối thủ một trận. Sự thất thế của Ronaldo cùng các đồng đội rõ ràng đến mức một người ngoại đạo như MrBeast còn đem ra để chôn thủ quân tuyển Bồ Đào Nha. Rõ ràng, khả năng Anas lên ngôi mùa này ở Saudi Pro League gần như đã không còn. Điều đó dẫn đến những băn khoăn về chuyện hợp đồng của Ronaldo khi giao kèo cũ hết hạn vào cuối mùa này. Về cơ bản, lãnh đạo Anas rất muốn giữ chân CR7. Tuy nhiên, thật khó để chân sút 39 tuổi đưa đội bóng chủ quản lên ngôi tại sân chơi danh giá nhất Tây Á nếu hàng thủ tiếp tục chơi như mơ ngủ. Vì vậy, cầu thủ sinh năm 1985 nên nghiêm túc cân nhắc chuyện tìm kiếm một bến đỗ mới để giành thêm những danh hiệu tập thể. Ngay tại Saudi Pro League, báo chí đã bắt đầu viết về chuyện Al Hilal muốn thanh lý Neymar để dọn đường đón CR7. Ở chiều hướng phiêu lưu hơn, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha có thể nhận lời mời của Mourinho để chơi cho Fenerbahce. Vốn nổi tiếng với sự cuồng nhiệt nơi khán đài, giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang đến cho chủ nhân năm quả bóng vàng những trải nghiệm đầy màu sắc. Thậm chí việc hồi hương khoác áo Sporting Lisbon cũng đã xuất hiện trong suy nghĩ của Ronaldo. Tất nhiên mọi kịch bản đều dẫn đến rủi ro về việc hòa nhập với môi trường mới và cần tính toán thật kỹ. Nếu đề cao sự an toàn để nhanh chóng chinh phục cột mốc 1.000 pha lập công, ở lại Anas sẽ là sự lựa chọn an toàn nhất. Do vậy, dù Ronaldo có chọn tập thể nào trong những năm cuối sự nghiệp, chắc chắn lượng người hâm mộ khổng lồ vẫn theo sát từng bước chạy của chân sút kỳ cựu. Đơn giản vì thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha luôn thể hiện khát khao công hiến cùng quyết tâm chiến thắng chẳng gì có thể lay chuyển nổi. Điều này tăng thêm vẻ đẹp cho môn thể thao vua và cũng đưa biệt danh CR7 vào lịch sử làng tục cầu với vị trí trang trọng nhất.